Hi guys, welcome back to Cora Vocabulary for IELTS. Today we're going to compare speaking and writing vocabulary. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh giữa từ vựng dành cho văn nói và từ vựng dành cho văn viết. Now, your job is going to take a look at an example and tell me if you can see any difference. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem nội dung liên quan đến video game này. Bạn thấy có sự khác biệt trong các diễn đạt hay không nhé? Nowadays, video games are becoming an indispensable part of our life. It's just so hard to live without video games in this day and age. Theo bạn thì cái nào là văn nói, cái nào văn viết? Đương nhiên câu A là văn viết, right? Và câu B là văn nói. Dựa vào đâu mình có thể nhìn ra điều này? Dựa vào cách dùng từ. Câu A dùng những từ mang tính là formal. Nowadays. Indispensable part of our life. Ở bên dưới thì sao? Just so hard live without this day and age. Vậy thì cái văn nói và văn viết ấy, nó có một sự khác biệt cơ bản nhất, đó là về cái cách dùng từ. Thường thì văn nói từ vựng nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhiều, it's much lighter. Thường nó mang tính informal, từ vựng nó không quá cao siêu. Nhưng mà văn viết thì cần phải có độ chỉnh chu nhất định, cho nên là mình sẽ dùng những cái từ mang tính là formal hơn một chút. Nó không đến mức là quá đáng như là từ khủng like dinosaur vocab. Nhưng mà nó sẽ hơn thì cái cấp độ đó là spoken language. Vậy thì cụ thể là như nào? Now for writing vocabulary, what should we remember? Có hai điều. You have to be concise and you have to be accurate. Bạn cần phải ngắn gọn và bạn cần phải chính xác. Ví dụ ha, violent video games do cause behavior problems. Violent video games may lead to behavior problems. Hai câu này nó ná ná như nhau nhưng ý nghĩa rất là khác. Một câu là khẳng định hoàn toàn, một câu mà nói có lẽ nó có thể dẫn đến những cái vấn đề liên quan hành vi. Cho nên là mình nói độ chính xác cần phải có ở trong cách dùng từ. Mỗi cái từ chúng ta viết ra nó đều mang có một ý nghĩa nhất định và nó có thể ảnh hưởng đến cả câu. So, be very accurate in your choice of word. Đặc biệt là những từ mà nó na ná như nhau ấy, thì các bạn dùng nó thận trọng một chút. Economic hoặc là economical, vân vân. Ngoài ra thì viết không nên viết dài, thì mình cứ cố gắng diễn đạt cho nó ngắn, gọn, xúc tích. What about speaking vocabulary? For speaking vocabulary, you try to be colloquial and use phrases. Cái văn nói nó có một đặc tính là nó diễn ra theo thời gian thực và nó không cần phải đi theo bố cục chặt chẽ. Nó mang một cái tính gọi là colloquial, tức là cái tính thông tục. Chẳng hạn bạn nói là, wow, video games can be fun, right? Tức là nó diễn đạt cái cảm xúc của con người. Và thứ hai, văn nói nó có thể bắt những cái ý nghĩa mà diễn đạt nó có thể nằm ở dạng thức là những cái phrases. Bạn không cần lúc nào phải đặt nó vào câu. Ví dụ ha, wow, video games can be fun, thrilling scenes, amazing graphics, just great to have. Bạn không cần phải nói là, there are thrilling scenes and there are amazing graphics. Video games are just great to have. Nói như vậy thì nó quá giống với văn viết. Right? Cái văn nói là cái văn mà nó. The phrases. It's like, Mr. Tin is a cool teacher. I mean, nice hairstyle, right? Talking too much. And he's always smiling. Yeah, things like that. Phrases. Như vậy thì mình xem ra là văn nói rất là dễ để bạn ghi điểm. Nếu như bạn biết cái cách mà văn nói trong tiếng Anh nó hoạt động như thế nào. Thì làm sao để bạn tập được những chuyện này? Đó là bạn hãy mở những cái đoạn hội thoại của người bản xứ để bạn nghe. Trong bất cứ quyển sách nào mà bạn có, bạn hãy nghe và bắt chước như thế. Bạn hãy coi YouTube nhiều lên, hãy coi cái cách người ta nói. And learn from that. Learn from the native speakers. Okay, we've just taken a look at speaking versus writing vocabulary. Thank you very much, and I will see you in the next video. Goodbye.